Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này gồm các hình ảnh của nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và cầu rạch đĩa gần bên. Sáng 8 tháng 2 vừa qua, việc rào chắn nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ đã cơ bản hoàn thiện. Dự kiến nút giao này bị rào 240 ngày để phục vụ xây dựng đốt hầm ngầm. Mục đích rào chắn giao lộ này để xây dựng đồng bộ hầm chui Nguyễn Văn Linh, đảm bảo thông xe hầm HC2 trước 31 tháng 7, thông xe nhánh hầm còn lại và toàn bộ công trình trước 31 tháng 12. Hiện nay khối lượng thi công dự án chỉ đạt 43%, trong đó các đốt hầm hở của HC2 cơ bản hoàn tất, đơn vị thi công đang tiến hành khoan, đào hầm hở của HC1. Khu vực giao lộ đã rào chắn thì đang được thi công khoan cọc. Việc tổ chức giao thông khi chiếm dụng một ngã tư với mật độ giao thông rất lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Do đó, chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức giao thông tốt nhất, điều chỉnh kịp thời nếu có sự cố. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án hầm chui, từ đó có thể rút ngắn được thời gian rào chắn. Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ khởi công tháng 4 năm 2020, tổng vốn 830 tỷ đồng cho giai đoạn 1, nhằm giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía nam thành phố. Công trình gồm 2 hầm ở mỗi chiều đường Nguyễn Văn Linh, mỗi hầm dài 456 m, 3 làn xe, phía trên làm đảo tròn cùng các nhánh rẽ. Giai đoạn 1 công trình được đặt mục tiêu hoàn thành từ năm 2022, song chậm tiến độ do vướng di dời hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Hy vọng thời gian tới nhà thầu sẽ đẩy mạnh thi công để hoàn thiện công trình đúng thời gian, mở lại rào chắn giao lộ để giảm tải ùn tắc giao thông cho khu vực này. Tiếp theo là hình ảnh tiến độ cầu rạch đĩa. Cầu rạch đĩa bắc qua rạch cùng tên được thi công thay thế cho cầu cũ đã hơn 50 năm vừa được tháo dỡ. Đơn vị xây dựng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu mới, dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thiện vào tháng 12 năm 2024. Khi xây dựng xong, cầu rạch đĩa mới sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!